Về truyền thuyết Halloween, theo truyền thuyết của nước Ái Nhĩ Lan, thì từ ngữ Skull-Lantern đến từ một người có tên là Sắc. Sắc là một chàng thiếu niên đã chết nhưng linh hồn không được phép vào thiên đàng. Vì lý do, lúc sống anh ta vốn là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt, không hề bố thí cho ai một chút gì. Thế nhưng anh ta lại cũng không thể vào địa ngục, vì lúc còn sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ không bắt anh. Chuyện kể rằng, một hôm có con quỷ đến quấy phá một vùng dân cư, chẳng may bị báo động, người ta đến cầu cứu các quỷ tu sĩ, đem các vật thánh đến yểm và khóa các cửa ra vào, thế là con quỷ bị bắt. Jack đã nhận ra đó là con quỷ thường vui đùa với mình, và Jack đã tìm cách gỡ vật yểm ma quỷ mở đường cho con quỷ chạy thoát. Để đền ơn cứu mạng, quỷ hứa với Jack là sẽ không bắt hồn của Jack về địa ngục. Do đó khi Jack chết vì một tai nạn, hồn của Jack bị thiên đường từ chối. Jack tìm đến địa ngục nhưng quỷ không cho vào. Vì lời hứa trước đó, thấy Jack lạnh lùng khổ sở, quỷ bèn lấy một ít than hồng ở địa ngục bỏ vào trong ruột một quả bí và đưa cho Jack để sưởi ấm. Trên đường trở lại trần gian để cho không khí thông vào nuôi lửa, Jack phải đục thủng quả bí ngô và ánh lửa từ trong chiếu ra soi sáng nẻo đường lang thang của Jack. Có lẽ là Jack phải cầm đèn đi lang thang trên mặt đất cho đến ngày phát xác cuối cùng của nhân loại.